các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh kẹp mè đen không dùng trứng. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 50g bột gạo. Đúng ra là 40g bột gạo mà ta không dùng trứng, ta phải dùng 50g. Và 30g bột mì. Thay vì 20g bột mì ta phải dùng 30g bột mì. Từ vì không có trứng thì bột nó sẽ lỏng, cho nên ta phải dùng 30g bột mì. Và 40g đường. 40g đường và sữa tươi 110g thay cho 2 quả trứng. Và 20g bơ. Không có trứng gà ta phải dùng bơ, ta không nên dùng dầu ăn vì dầu ăn nó không có béo. Tại vì không có trứng gà ta phải dùng bơ. Bây giờ ta bắt đầu trộn bột lên. Ta dùng cái này ta dùng trộn bột rất là nhanh đều. Đúng là ta dùng 2 quả trứng. Mà không có 2 quả trứng thì ta dùng 110g sữa tươi không đường thay cho 2 quả trứng. Và ta cho một chút muối, một chút vani. Và ta cho vô 20g bơ. Bây giờ ta ủ 1 giờ rồi ta bắt đầu đổ bánh kẹp. Và đây là 20g mè, mè mình cho vào sau cũng được. Mình ủ 1 giờ rồi mình đổ bánh kẹp. Bây giờ bột của mình ủ đã được 1 tiếng rồi mà bây giờ bột của ta hơi ốc, hơi còn ốc trâu, ta rây qua đây. Rây qua cái rây. Tại vì bột của mình nó có ốc trâu, nó vẫn chưa tan hết cho nên ta phải rây qua cái rây. Bây giờ mình bật bếp lên cho bếp mình cơm mình nó nóng. Và ta dùng miếng giấy ta thấm bơ hoặc dầu ăn ta thoa lên cái khuôn này. Ta thấm dầu ăn cũng được mà bơ cũng được, ta thoa khuôn. Và mình cũng cho cái mặt ở bên này nó nóng. Bây giờ ta cho 20g mè vào đây, trộn đều lên. Bây giờ thì mình thấy bột của mình nó hơi đặc một chút, ta cho thêm một miếng nước vào.
Bây giờ ta bắt đầu đổ bánh kẹp. Các bạn nhìn thấy bột như lỏng lỏng như vậy là được này đó. Giờ ta bắt đầu đổ bánh kẹp đó, các bạn đổ các bạn và các cháu nhìn thấy nó xèo một cái là được. Ta giữ chặt lại. Bạn bắt cháu đổ nghe nó xèo một cái là được. Bắt chặt chặt nó lại. Bắt lật ngược lên. Các bạn và các cháu nhìn nè. Mình để bếp ga rất là nhỏ. Đó, mình để ga như vậy á. Thật là nhỏ. Bởi vì hấp bếp ga nó rất là khó hấp chứ không phải như hấp bếp than. Mình nướng bếp ga nó khó nướng lắm, không phải như là nướng than. Các bạn và các cháu nhìn nè, đây là một dĩa bánh kẹp mình mới nướng xong. Mình không có cho trứng thì để dành cho những người ăn chay. Mình nếu mình nướng bánh kẹp mà mình nướng bếp được bếp than thì dễ nướng lắm, còn nướng bếp ga thì nó mau cháy lắm, hay cháy lắm, cho nên các bạn và các cháu phải để ý cho cẩn thận. Đây là mình nướng bằng bếp ga và bánh không có cho trứng, mình cho dầu ăn với bột gạo, bột mì và bơ, mình không có cho dầu ăn, mình cho bơ.
Bây giờ mình bắt đầu ăn thử bánh kẹp. Bánh kẹp mình không nướng bằng trứng thì nó khó nướng hơn là có trứng, và nó không ngon như là có trứng. Có trứng thì ăn nó rất là ngon. Nhưng mà đây là dành cho những người ăn chay. Nếu các bạn thấy đổ bánh vào mà nó cứng, nó giòn giòn cứng thì các bạn cứ đổ thêm một miếng nước nữa vào. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu nào coi mà thấy hay thì nhớ chia sẻ và đăng ký cho mình.